Hello anh chị em, đợt nghỉ tuyển quốc gia này khá là bí ý tưởng anh em ạ. Ban đầu bọn mình chả biết làm video về cái gì. Thế là nhân mấy ngày bão không làm được gì, mình ngồi lướt đủ các thể loại xem có cái gì hay không. Thì bỗng nhiên chợt nhận ra rằng, mấy ông Liverpool này chưa thủng bàn nào và đang nhận vào số XG ít nhất giải đấu. Vậy là mình phải ngồi xem ngay lại cả 3 trận đầu mùa của Cò Đỏ để xem thầy Slot yểm quả phép gì mà tự nhiên thủ chắc thế. Và sau gần 300 phút xem đội bóng vùng Merseyside đá, cuối cùng mình đã giải mã được. Và trong video ngày hôm nay, hãy cùng mình đi tìm hiểu cách mà Ancelotti đang giúp cho Liverpool có được một hàng thủ vững chắc đến như vậy nhé. Trước đó thì nhớ like, subscribe hoặc là rảnh thì ghé qua fanpage tham khảo về chương trình membership với cực kỳ nhiều talk show hàng tuần về cả bóng đá lẫn đời sống của bọn mình nhé. Ok, bây giờ thì bắt đầu. Thứ đầu tiên mà mình nhận thấy ở cách phòng ngự của Liverpool trong mùa giải mới đó là sao tự nhiên trông họ hiền quá. Hiền ở đây là gì? Đó là họ không còn đẩy cái lối đá pressing máu lửa sẵn sàng dí đối phương đến chết như dưới thời của Jurgen Klopp nữa, mà giờ đây họ trông từ tốn hơn, chặt chẽ hơn và chỉ gia tăng áp lực trong những tình huống hợp lý mà thôi. Điều này có thể thấy rõ khi mà so sánh chỉ số PPDA, tức là số đường truyền của đối phương trên mỗi hành động phòng ngự của đội nhà của The Kop ở mùa trước và mùa này. Dù không còn khả năng pressing ác liệt như thời đỉnh cao nữa, thế nhưng PPDA của Liverpool dưới thời Klopp ở mùa trước vẫn là 7,66, đứng top 2 giải đấu. Còn dưới thời của Slot thì sau 3 trận, trung bình PPDA của họ chỉ là 10,25, một con số chỉ thuộc dạng trung bình tại Premier League. Cách mà Slot triển khai hệ thống phòng ngự cho thấy rõ sự cẩn trọng của ông so với người tiền nhiệm của mình. Nếu như Klopp sử dụng hệ thống đặc trưng của mình 4-3-3 trong phần lớn mùa giải, thỉnh thoảng có chuyển qua 4-4-2, thì thầy Slot chọc lại đang trung thành với hệ thống 4-2-4, vốn rất là hot trend trong thời gian gần đây. Vậy tại sao lại là 4-2-4? Bởi vì đó là khối đội hình có khả năng bảo vệ trung lộ tốt nhất ở thời điểm hiện tại, khi mà người người, nhà nhà đều đang chạy theo meta khối hộp khi kiểm soát bóng. Với khối 4-2-4 này, Liverpool có thể dễ dàng chặn các hướng chuyền tới cặp pivot của đối phương bằng hai tiền đạo của mình, trong khi những lựa chọn xuyên tuyến tới half space cho các số 10 cũng sẽ khó tiếp cận do hai tiền vệ cánh chơi bó rất là sát. Và với vị trí đó thì họ có thể chắn được cái khu vực này như anh em đang thấy ở trên hình đây. Nghe đến đây thì có vẻ hơi thụ động đúng không? Thế nhưng thực tế thì không, bởi vì nếu cần gia tăng áp lực, Slot sẽ cho phép hai tiền vệ cánh của mình đẩy cao pressing. Tuy nhiên sẽ cần phải sử dụng tới kỹ thuật curve run, tức là bẻ cong đường chạy ra ngoài rồi vòng vào trong để chắn hướng chuyền ra biên của đối phương. Cặp pivot ở dưới của Liverpool lúc này sẽ cố gắng đứng sao cho khóa được half space như này. Và nếu bằng một cách nào đó mà đối phương vẫn tìm được đường thoát qua hai biên, thì thầy sẽ sẵn sàng cho các wingback của mình rời vị trí dâng cao áp sát cầu thủ cầm bóng. Và hai tiền vệ trung tâm Mark Allister và Gravenbeck có tầm quan trọng rất lớn trong hệ thống phòng ngự này, khi mà họ sẽ là những người quyết định cách mà Liverpool thiết lập những cái bẫy pressing dành cho đối thủ. Thông thường thì đội bóng vùng Merseyside sẽ chủ yếu muốn hướng đối phương lên bóng qua hai biên, rồi sau đấy mới dịch chuyển khối thủ sang để chia cắt đội hình đối phương nhằm hạn chế khoảng không gian chơi bóng cũng như tạo được thế cân bằng về quân số. Để làm được như vậy thì cặp tiền vệ trung tâm của The Kop sẽ có xu hướng kiểm soát trung lộ nhiều hơn và họ sẵn sàng thả lỏng hai cánh cho đối thủ khai thác. Chỉ khi nào bóng được dồn ra đây thì cặp giữa mới bắt đầu dịch chuyển để gây áp sát và quay cầu thủ cầm bóng của đối phương lại. Đây là một ví dụ như thế khi mà Liverpool hoàn toàn thả rông biên phải cho Ipswich đưa bóng ra. Thế nhưng ngay sau đó khi bóng tới khu vực này rồi thì các cầu thủ áo đỏ lập tức ập vào và khóa hết những lựa chọn xung quanh. Trong trường hợp gặp một đội bóng có tuyến giữa không quá mạnh trong khả năng thoát pressing, ví dụ như là Manchester United ở vòng trước, thì Maka và Gravenbeck lại có xu hướng đá giãn biên hơn một tí, thả giữa cho đối phương để tạo một cái bẫy ở đây và ngay lập tức ập vào khi bóng được đưa tới khu vực này. Như ở pha này nhé, Gravenbeck cố tình thả Bruno để cho Martinez có thể truyền xuyên tuyến tới vị trí của anh. Và bóng vừa mới rời chân số 6 của MU thôi là tiền vệ người Hà Lan ngay lập tức ập vào để tìm cách cắt đường chuyền. Tuy vậy, rõ ràng là một mình cái hệ thống thôi là chưa đủ, khi mà sự vững chắc của hàng thủ Liverpool còn có công lớn đến từ những cá nhân trong đội hình. Arne Slot được thừa kế những cầu thủ đã thấm nhuần tư duy của Klopp, giúp ông không mất nhiều thời gian rèn lại họ và gần như chỉ cần lắp vào thôi là hệ thống đã có thể tự chạy được rồi. Hãy nhìn cái cách mà khối 4-2-4 hoạt động giữa MU và Liverpool ở trận đấu cuối tuần trước mà xem, các bạn sẽ thấy nó khác nhau như thế nào. Khác ở đâu ư? Khác ở việc tuyến dưới của Liverpool luôn biết cách đẩy cao để giữ cho khối thủ được chặt chẽ, hạn chế khoảng không gian phải bao quát cho cặp tiền vệ của họ. Hay là ở việc các cầu thủ tuyến đầu của họ luôn biết cách bẻ cong đường chạy ra sao để có thể vừa gây áp lực, vừa khóa đi những lựa chọn truyền bóng của đối thủ.
hay ở việc mọi người luôn biết nhìn nhau mà đá, sẵn sàng rời vị trí để theo kèm 1-1 với đối thủ khi mà nhận thấy rằng đồng đội của mình đang gặp bất lợi, hay khi thấy một cầu thủ đối phương đang được thoải mái quá đà như thế này chẳng hạn. Chỉ với vài tháng ngắn ngủi cầm đội thì mình tin là Ancelotti chưa thể nào rèn phát mà nhuyễn được như này luôn. Chủ yếu đây là những thói quen đã được hình thành dưới thời Klopp rồi. Và với việc triết lý trong khâu phòng ngự giữa thầy Chọc và thầy Klopp không khác nhau là mấy, thì việc Liverpool đá được như thế này cũng là một chuyện khá là dễ hiểu mà thôi. Ngoài sự thay đổi trong cách vận hành hệ thống phòng ngự, thì sự thay đổi trong khâu kiểm soát bóng của Liverpool dưới thời ông Slot cũng có công không nhỏ trong việc giúp đội bóng vùng Merseyside giữ sạch lưới cho tới thời điểm hiện tại. Dù là một huấn luyện viên có lối đá mang tính trực diện khá là cao, thế nhưng nếu so với Klopp thì nói thật là Slot đá vẫn còn an toàn chán, khi mà ông vẫn đề cao việc kiểm soát bóng và luân chuyển bóng ngắn giữa các cầu thủ, đặc biệt là trong giai đoạn đầu của khâu lên bóng. Xét các thông số thì có thể thấy được phần nào điều này, khi mà theo FBref, mặc dù dưới thời của Klopp, Liverpool kiểm soát bóng tốt hơn với tỷ lệ lên tới 61,3%, thế nhưng tập thể của huấn luyện viên người Đức chỉ có tỷ lệ chuyền bóng thành công ở mức là 83,6%. So với tập thể của Slot bây giờ thì dù cầm bóng ít hơn với chỉ 57% thời lượng, thế nhưng tỷ lệ thành công khi chuyền thì lại cao hơn hẳn với 85,8%. Mổ xẻ sâu hơn thì dưới thời Klopp, nửa đỏ vùng Merseyside thực hiện trung bình 641,6 đường chuyền mỗi trận, trong đó có 51,9% là những đường chuyền từ cự ly trung bình và dài trở lên. Bên cạnh đó, họ còn là đội thực hiện nhiều đường chuyền tịnh tiến nhất tại Premier League mùa qua với 55,5 quả mỗi trận, chiếm 8,6% tổng số đường chuyền. Nếu mà so với thời điểm hiện tại thì Liverpool của Slot chỉ thực hiện có 585 đường chuyền mỗi trận mà thôi, với 51,1% trong đó là những đường chuyền có cự ly là từ trung bình trở lên. Và cũng chỉ có 7,3% trong số đó là những đường chuyền tịnh tiến mà thôi, giảm khá là rõ so với mùa trước. Điều này chứng tỏ rằng các cầu thủ của The Cop mùa này có lối chuyền ít mạo hiểm hơn so với chính họ ở mùa trước dưới thời của người huấn luyện viên cũ. Ngoài sự thay đổi trong cách kiểm soát bóng thì thầy Slot Chọc cũng khá là chú trọng về khoản thiết lập khối rest defense hơn nếu như so với người tiền nhiệm của mình. Trong mùa cuối của mình tại Liverpool thì Klopp dù đã thay đổi sang khối đội hình tấn công có dạng 3-2 với Trent Alexander-Arnold hoặc là Joe Gomez bó trong, nhưng khi dần tiến vào 1/3 cuối sân thì khối này lại chuyển sang dạng 3-1 khi mà Klopp cho các hậu vệ cánh được thi đấu tương đối là tự do. Điều này đặt gánh nặng phòng ngự rất lớn lên số 6 của đội, nên là nếu Liverpool không counter pressing tốt và hay mất bóng ở những vị trí chí mạng thì khả năng cút là khá cao. Ví dụ thì chúng ta sẽ lấy bàn thua ở trong trận gặp Aston Villa, một đội khá là mạnh ở mùa trước. Một mình Endo phải bao hết khu vực trước hàng thủ, và khi Liverpool để mất bóng một phát là anh không thể nào cản được đối phương nữa luôn, bởi vì 1-2 mà. Bây giờ thì trông đỡ hơn một tí rồi, khi mà ông thầy mới thì luôn cẩn thận sử dụng một hệ thống rest defense với 5 người để chống phản công cho nó chắc. Tuy nhiên, 5 người này thì mình thấy sẽ tùy biến liên tục đấy, khi mà lúc sẽ là cặp Gravenbeck và Maka ở dưới, đá phía trước bộ ba Konate, Van Dijk và Robertson như thế này. Hoặc là cặp hậu vệ cánh của họ sẽ bó trong để tránh cho Gravenbeck phải cô đơn chống chọi ở dưới. Điển hình thì là trận gặp Brentford này. Tổng kết lại thì mình thấy là sau 3 trận, Liverpool mùa này sẽ là một đội đá khá là hứa hẹn đây. Dù khoản phòng ngự sẽ không còn được máu lửa và nhiệt huyết như cái hồi còn thấy Klopp nữa, nhưng mình tin là nó sẽ đem đến sự an tâm lớn hơn cho các cổ động viên của Cò Đỏ. Tuy nhiên, để đánh giá là hàng thủ của họ có thực sự vững chắc hay không thì cũng phải chờ nhá, bởi vì khối 4-2-4 của thầy Slot không phải là không có điểm yếu, và những đối thủ cứng cựa sẽ biết phải làm gì để có thể khai thác nó. Lúc đó thì mới biết là thầy có uy tín hay không, chứ lại cứ bướng bướng giống một cái ông cũng chọc nào đấy thì dễ đi lắm nhá. Chúng ta hãy cùng chờ xem liệu thầy Slot đang theo cái trào lưu thầy chọc thì liệu sẽ là chọc xịn hay là chọc dởm nhá. Bây giờ thì thôi, chúng ta nghỉ ngơi và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.